bánh củ cải là một trong những món bánh truyền thống của người Hoa trong mỗi dịp lễ Tết. Nguyên liệu thì dễ tìm mà cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Về phần bột bánh thì các bạn chỉ cần trộn bột gạo và bột năng lại với nhau, sau đó cho nước vào, khuấy đều lên rồi để bột nghỉ khoảng 30 phút. Tiếp theo các bạn chuẩn bị một ít củ cải trắng bạo thành từng sợi mỏng, rồi đem ngâm với nước muối cho đến khi sợi củ cải bị héo thì mang đi rửa sạch rồi vặt thật là khô nước. Về phần nhân bánh thì các bạn phi thơm một ít hành tím băm, rồi cho thịt ba rọi heo cắt hạt lựu vào, xào đến khi thịt chín thì thêm vào một ít tôm khô, nấm đông khô, đậu phộng luộc và một ít lạp xưởng cắt hạt lựu. Nêm vào một ít gia vị cơ bản rồi xào đến khi phần nhân khô lại rồi để sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào bột bánh. Phi thơm một ít hành tím băm rồi cho củ cải bào sợi vào. Thêm một ít hạt nêm rồi xào đến khi củ cải chín thì cho phần bột vào. Đảo đều tay trên lửa nhỏ đến khi phần bột sệt lại thì cho 2/3 phần nhân vừa xào vào. Lúc này bạn tắt bếp và trộn cho phần bột và phần nhân hòa quyện vào với nhau là được. Phết một ít dầu ăn lên khuôn rồi cho phần bột vừa xào vào. Gian đều bột ra, cho phần nhân còn lại lên trên rồi mang đi hấp nhỏ lửa khoảng 40 phút là bánh chín. Các bạn cũng có thể thử bằng cách lấy que tăm ghim vào phần bột. Nếu rút tăm ra mà bột không dính vào que tăm là bánh chín rồi đấy nha. Để bánh nguội hoàn toàn rồi cắt thành từng miếng vừa ăn là có thể thưởng thức được rồi. Bánh củ cải có mùi thơm đặc trưng của củ cải, tôm khô, nấm đông khô. Khi ăn chấm cùng một ít nước tương pha loãng thì rất là ngon luôn.